Trước khi tuyên bố đường ai nấy đi, Doanh và Diệp từng khiến dân tình phát sốt với những content yêu đương nhí nhảnh. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng không ngại dìm hàng nhau trên group chat với fan. Theo đó, những ngày qua, cộng đồng mạng vô cùng tiếc nuối khi cặp đôi Doanh và Diệp bất ngờ tuyên bố chia tay. Được biết, nguyên nhân cặp đôi dừng lại vì quan điểm khác biệt, không tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, cũng có tin đồn nhà gái phản bội nhà trai nên cặp đôi không thể cùng nắm tay nhau bước tiếp. Nói về vấn đề trên, Doanh khẳng định vợ cũ không ngoại tình, chia tay không phải vì người thứ ba. Anh viết, mình xin đính chính là Diệp không ngoại tình nha. Thời gian vừa qua mình và Diệp có rất nhiều bất đồng về quan điểm sống và hiện cả hai đang cho nhau thời gian suy nghĩ và thay đổi tốt hơn. Nếu còn duyên ắt sẽ tự tìm về với nhau. Về phía Diệp, cô nàng dùng kênh TikTok riêng là Diệp không chổi có hơn 1,7 triệu người theo dõi, đăng lại ảnh chụp màn hình những tin đồn viết về mình. Bức xúc lên tiếng, mạng xã hội thật đáng sợ, gì cũng vẽ ra được, gì cũng biến tấu, tôi xin phép off một thời gian. Cô nàng chia sẻ thêm, Diệp chỉ có duy nhất tài khoản tích xanh này. Trong thời gian tôi off mạng xã hội, mong những người yêu thương tôi không bị ảnh hưởng bởi những thông tin sai lệch, Diệp cảm ơn. Hiện tại, mặc dù đã chia tay song dân tình phát hiện cặp đôi vẫn chung nhà. Cụ thể, trước khi đường ai nấy đi, Doanh và Diệp từng tạo ra một nhóm chat để tâm sự cùng với fan. Hiện nhóm chat này đã có gần 4.000 thành viên và Doanh, Diệp chính là hai quản trị viên của nhóm. Dạo một vòng nhóm chat, ai nấy đều cảm thấy xót xa khi hình ảnh tình tứ, nhưng màn trêu ghẹo nhau của cặp đôi vẫn còn đó. Nhiều người cho rằng việc cặp đôi không giải tán hay thoát nhóm vì vẫn muốn cho nhau cơ hội và chờ đợi một ngày nào đó tái hợp. Trước đó, Doanh, Diệp tuy không tương tác với nhau trên mạng xã hội song cặp đôi vẫn được cho là liên tục đăng trạng thái ẩn ý về đối phương, thậm chí dùng mạng xã hội để đối đáp với nhau. Cụ thể, khi Diệp khoe hình xăm mới, ẩn ý tâm lý đang bất ổn thì Doanh lại có động thái trấn an. Chưa hết, sau đó không lâu, Diệp chia sẻ câu nói đầy tâm trạng, em ước mình tốt hơn, không muốn anh tổn thương. Dân tình nghi vấn cô đang tự trách bản thân, đồng thời xin lỗi chồng cũ. Về phía Doanh, ban đầu anh thể hiện thái độ cứng rắn, hơn trách đối phương. Anh ẩn ý bản thân đã sống rất chân thành nhưng lại nhận về đau khổ. Anh chàng chua xót share lại bài viết có nội dung, chân thành bao nhiêu cũng không đủ nếu như trong lòng họ không có bạn. Tuy nhiên, đến hôm sau, anh lại thay đổi thái độ. Anh ẩn ý khuyên Diệp hãy bình tĩnh, cả hai có thể sẽ yêu lại từ đầu nhưng cần thời gian. Cứ bình tĩnh, những thứ tốt đẹp thì luôn cần thời gian, anh viết trên trang cá nhân. Hiện chuyện tình cảm của cặp đôi này vẫn khiến dân tình vô cùng tò mò. Doanh, Trần Minh Sơn Anh, sinh năm 1998, và Diệp, Bùi Thị Bích Diệp, sinh năm 1999, là cặp đôi sở hữu kênh TikTok chung có hơn 4,3 triệu người theo dõi. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những video yêu đương dễ thương nhí nhảnh, nhận được nhiều yêu thích, ngưỡng mộ của netizen. Trước đó, khi phát hiện nhiều bằng chứng cặp đôi hot TikToker đã rạn nứt như Doanh unfollow Diệp trên TikTok, ảnh đại diện trên trang cá nhân được thay đổi thành màu đen. Cụm từ tìm kiếm Diệp không chổi ngoại tình liên tục xuất hiện trên thanh tìm kiếm, các dòng mô tả tiểu sử như đang thông báo kết thúc chuyện tình.